Bắt đầu. Nhanh cái chân vô. Đó. Kiếp nách nhanh nữa. Kiếp nách nhanh nữa. Đạp cái chân mạnh lên, cố gắng đạp cái chân mạnh lên. Chân mạnh lên để tạo độ lướt. Tay mạnh lên. Rồi ok. Có mỏi không? Mỏi không? Tiếp tục. Hai vòng nữa để cái sức bền. Cố gắng đạp cái chân mạnh lên. Đó. Mấy chiều nhanh hơn nữa. Khép nách nhanh nữa để đẩy người lên, khép nách nhanh hơn nữa. Đẩy tấu, khép nách rồi đẩy tấu, khép nách đẩy tấu. Nhanh hơn nữa. Ôm nước dục. Đó. Ôm nước dục. Đừng kéo sâu quá. Kéo ngang rồi xoay liền, kéo ngang xoay bàn tay liền. Kéo ngang xoay bàn tay. Đừng kéo sâu quá. Đó. Rồi tiếp tục đi, không cho ngừng thở. Tiếp tục, không có do ghi mệt. Đạp chân mạnh xíu nữa cho nước nè. Ôm nước hất à, hất nước nè, quăng nước nè. Hất nước nè. Đó, hất nước gì á, hất nước. Giống như mình ôm trái banh mình giục vậy á. Hất nước nè. Hất nước nè. Ôm nè, hất nè. Ôm hất nè. Khép ngón tay lại. Khép ngón tay lại. Hất nước nè. Rồi ok, thở nước đây.